Euro chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xin mến chào tất cả các bác. Hiện tại em đang có mặt tại số 76A đường Lưu Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay em có một chương trình thanh lý những mặt hàng các bác anh em đã đổi cát tại tại đây với một số sản phẩm có giá cực kỳ tốt. Có những sản phẩm chỉ hơn 300.000 đồng và tối đa sản phẩm chỉ hơn 2 triệu đồng. Có cục đẩy công suất này, có vang liền công suất này, có vang cơ này, có vang số này, có micro không dây này, có nâng tiếng. Và hiện tại bên cửa hàng Hero vẫn tiếp tục chương trình đổi cát, nâng cấp các sản phẩm. Các bác anh em nào có sản phẩm mà đang không được ưng ý, không được hoặc là không có nhu cầu dùng nữa thì bên em sẽ có chương trình thu mua lại và đổi các bác những sản phẩm chính hãng tốt hơn để các bác về dùng. Và hôm nay đây là những sản phẩm mà bên em đã thanh lý cho các bác và anh em nhé. Ngoài ra, nếu các bác anh em nào có theo dõi livestream của Hiếu Miêu Đô, bên em đang có những chương trình khuyến mại giảm giá cực kỳ tốt. Và hôm nay trong clip này em xin phép được giảm giá hai mẫu sản phẩm. Em xin nhắc lại, đây là hai mẫu sản phẩm hàng chính hãng mang hiệu PS Audio với giá cực kỳ tốt, đó là hai chiếc vang cơ model là SV20 và SV12. Đây là mỗi mẫu thì em chỉ thanh lý là 5 chiếc thôi em nhé, 5 chiếc hàng mới tinh, đập hộp nguyên đai nguyên kiện. Cái sản phẩm model SV12 này bên Hiếu Miro đang bán với giá là 2 triệu đồng một chiếc, bảo hành 1 năm. Và trong ngày hôm nay bên em sẽ giá khuyến mại là 1 triệu 500 ngàn đồng một chiếc, bảo hành 1 năm luôn các em nhé. 1 triệu 500 ngàn đồng được bảo hành 1 năm nguyên đai nguyên kiện. Với giá 1 triệu 500 nghìn đồng thì bên em sẽ không tặng kèm dây dắt và không bao ship. Đấy. Con vang này thì nó vừa có eco, vừa có gì vật. Có eco, có gì vật, có bluetooth, có cổng quang. Đấy, đầy đủ chức năng luôn, không thiếu chức năng gì cả. Với giá là 1 triệu 500 ngàn đồng, không bao ship, không tặng dây dắt. Còn các bác nào muốn mà lấy giá bao ship tặng dây dắt là 1 triệu 600 ngàn đồng các em nhé. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Có 102, chỉ 5 với số lượng là 5 chiếc. Và bên cạnh đây là 5 chiếc cũng là vang cơ SV12, riêng dòng này thì nó chỉ có ECHO thôi. Dòng sản phẩm này bên cửa hàng Hero đang bán với giá là 1 triệu 600 ngàn đồng. Và trong clip này em sẽ khuyến mại cho bác 5 chiếc với giá hàng mới tinh, được bảo hành 1 năm là 1 triệu 200 ngàn đồng nhé, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bác nào anh em lấy kèm dây dắt và bao ship sẽ là 1 triệu 300 nghìn đồng. Đây anh em nhé, hàng PS Audio. Đối con này thì cũng có đầy đủ cổng quang Bluetooth, PS Audio. Đầy đủ cổng quang Bluetooth, rồi là ECHO, đầy đủ hết, không thiếu gì. 1 triệu 200 ngàn đồng tại cửa hàng, không bao ship, không tặng dây dắt. Tặng dây dắt kèm bao ship là 1 triệu 3 em nhé. Đấy. Và tiếp tục, sau đây em sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, đó là chương trình thanh lý sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên đó là chiếc máy nâng tiếng lắc SE1200, các bác em xem còn rất là đẹp nhá. Sản phẩm này còn đẹp. Và bên Hiếu Miro, và đây còn nguyên hộp này. Bên em bán thanh lý con này là 350.000 đồng. 350.000 đồng, em nhắc lại sản phẩm nhá. SE nâng tiếng SE1200. Hàng loại 1 Trung Quốc. Đây, rất là đẹp. Với giá 300.000 đồng, 350.000 đồng. Cái nút này thì ấn nó hơi khẹt khẹt một chút nhá. Đấy. Tiếp tục, sản phẩm thứ hai là sản phẩm máy nâng tiếng PSSV800. Cái sản phẩm này là bác khách đã sử dụng rồi và sử dụng 1 tháng rồi, bên em có thu mua lại. Và cái con này cũng còn nguyên hộp anh em nhé, còn nguyên hộp, có dây nguồn đầy đủ. Là giá thanh lý là 800.000 đồng, 800.000 đồng. Đây con này, con PSSV800. Tiếp tục, một sản phẩm nữa cũng rất là tốt. Và mến thưa các bác và anh em, đối với những dòng sản phẩm này là bên em gần như bán hộ tất cả các bác, em thu mua lại làm sao em bán lại như thế. Nên là các bác anh em khi mua những sản phẩm thanh lý này thì xin phép không phải trả giá nữa nhé. Giá đã niêm yết là bán y hệt như vậy. Các bác nào nếu có nhu cầu mua hoặc thấy hợp lý với mình thì các bác gọi điện và đặt hàng, còn không phải làm trả giá nữa các bác em nhé, vì giá nó rất là tốt rồi. Bên em cũng không có lời lãi với gì những sản phẩm này đâu. Tiếp theo là một sản phẩm nâng tiếng chính hãng TD Acoustic.
CB600 Ultra Pro. Đây, còn rất mới này. Đấy, mới. Đây còn tem check này. Tem điện tử check hàng giả này của TD Autotech này. Có tem chống mở máy này. Tem bảo hành này của SMX này. Sản phẩm này em thanh lý là 700 ngàn nhé. 700 ngàn đồng. TD Autotech giá 700 ngàn đồng. Đây tem đầy đủ. Không có nào giá thơm nữa nhỉ. Đây là một bộ micro không dây. Micro không dây. Chính hãng PS VK6 mà bên Hume Auto bán rất là nhiều. Dòng sản phẩm này có thể lắp được phòng hát và đi sự kiện em nhé. Đây, đầu mic dân mới bác khách vừa mới mua xong một tháng. Và hôm nay có nhu cầu nâng cấp lên cái sản phẩm đó là DBL Autotech 550 Plus. Và bác khách có nhu cầu thanh lý lại. Đây, tay mic còn rất là đẹp. Cực kỳ giữ gìn luôn. Không có một tí vết nào luôn. Cả một đôi PS VK6. Dòng sản phẩm này bán với giá là 1.500.000 đồng của em nhé. 1.500.000 đồng còn nguyên hộp, đủ dây nguồn, đủ dây nguồn và hộp và đấy đăng ten. Hàng này mới tinh, chính hãng 100%, đang bán ở cửa hàng Hume Auto là 2.500.000 đồng. Và hôm nay em thanh lý giúp bác khách là 1.500.000 đồng. Tiếp tục, một bộ mic Shure UGX10, dòng hàng đời đầu, chất lượng cực kỳ tốt. À, cái dòng sản phẩm này, dòng hàng đời đầu này lúc đầu là bên Hume Auto bán là 2.500.000 đồng các em nhé, khách hàng đã sử dụng rồi và còn rất là đẹp. Nói chung là đợt này là Hume Auto thu mua lại những sản phẩm là rất là đẹp các em nhé, gần như gọi là xuất sắc đấy. Tay mic em này không có một vết, đây có một tí này để lau sạch sạch này, đấy, gần như không có xước luôn nhá. Một tay mic này, cái dòng sản phẩm này mic UGX10 hàng loại 1 này với giá thanh lý là 1.300.000 đồng nhá. Rất tay mic rất đẹp luôn, không có vết sơn xước gì đâu. Đấy, 1.300.000 đồng. Bên cạnh đây để thanh lý những cái sản phẩm này đã chưa, tiếp tục những cái sản phẩm này. Máy nâng tiếng BBE, máy nâng tiếng BBE bên cửa hàng Hume Auto bán ra và hôm nay em cũng thu mua lại giúp bác khách, hàng Trung Quốc loại 1. Cái dòng nâng tiếng BBE này thì chất lượng nâng âm thanh rất là xuất sắc và được rất nhiều anh em bán rồi. Các bác anh em nhìn đây, men mạch BBE này nó gần như không có vết bụi nào luôn nhá. Còn nguyên này đẹp, rất cực kỳ đẹp luôn. Đây, mặt trước cũng thế. Nó chỉ gọi là vết bụi bám thôi. Con này đang bán bên em bán giúp bác khách là 600.000 đồng mới nhá. 600.000 đồng với nâng tiếng BBE 882i. BBE 882i là 600.000 đồng. Cái con này là em ghi nhìn thế này là 1.350.000 đồng đối với một chiếc vang chính hãng Zia. Hay các bác, đây là chữ Zia này, các bác hay gọi là VA này, KM5FX. Dòng này có eco, có gì vật rất là nổi tiếng. Dòng sản phẩm mới này thì anh em trên thị trường bán là 2.800.000 một chiếc. Và hôm nay em thanh lý là giá 1.350.000 đồng. 1.300.000 đồng, anh em nhìn bên nhé. Bên của vang Zia này rất là chất lượng này. 1.350.000 đồng, hàng chính hãng, mới bóng luôn, sáng bóng luôn. 1.350.000 đồng. Bên cạnh đây là một con vang gì nữa đây. Con vang này vang gọi là vang Shiso Chipat thôi nhé. Mã số sản phẩm là DSP5008, có eco, có reverb đầy đủ. Dòng sản phẩm này là vang số. Lưng nó cũng rất là đẹp nhá. Lưng nó còn đẹp này. Sản phẩm này các anh em nhìn bên bóng không, cực kỳ chất lượng nhá. Con giá này, vang số Shiso Chipat này em đã bán thanh lý giúp bác khách là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng con này nhá, quá đẹp luôn. Tiếp tục là một sản phẩm nữa, là một sản phẩm cũng hàng chính hãng luôn nhá. Là một chiếc vang Audio King HS90B. Audio King model HS90B. Con này sử dụng chip cùng với dòng X3, X5 đây. 21375. Đúng rồi, chip 21375, một dòng chip cực kỳ cao.
chạy chung với dòng X5. Con này giá thì tuyệt vời hơn X5 rất nhiều, với giá cũng chỉ 1 triệu đồng một sản phẩm. Bác em nguồn nguồn xiên là của con Audio King này, rất là chất lượng này, cực ngon lành luôn. Các em quay sang bên đây, chặn quan trọng mọi người nhìn đấy. Con này là 1 triệu đồng em nhé, hàng bãi HDS. Tiếp tục một sản phẩm nữa cũng rất là tốt. Một chiếc vang Goutin. Vang Goutin KM5FX hàng chính hãng. Con sản phẩm này thì Hiếu Euro thu mua lại của khách hàng. Dòng sản phẩm này trước đây là Hiếu Minh Euro bán ra em nhé. Đây còn nguyên tem Hiếu Minh Euro đây. Hàng chính hãng này. Các em nhìn lên bên này. Con này thì em đang thanh lý giúp anh khách là 1 triệu 600 nghìn đồng nhé. Đây chip lớn đây. Chip lớn đây. Bên mạch đẹp, nói chung là hàng còn rất là chuẩn thôi. 1 triệu 600 nghìn đồng với chiếc vang Goutin này KM50X này. Bên cạnh đây là một chiếc vang số. Vang số này là hàng bãi X5. Có tên là Eric K10 nhưng là thuộc dòng vang X5. Chạy chỉ chip 21375. Nói chung dòng này rất là nổi tiếng rồi. Cái hàng này, dòng này anh em mà đang bán là 2 triệu 4 đến 2 triệu rưỡi. Và dòng sản phẩm này bên Hiếu Minh Euro thanh lý hộ bác khách là 1 triệu 750 nghìn đồng. Nói chung là máy còn rất là đẹp. Hôm nay trong ngày hôm nay em quay gần như máy nào cũng rất là đẹp và xuất sắc các em nhé. Không có máy nào xấu đâu. Có rất xấu. Rất là xấu à. Như con xấu như thế này này. Đấy con này gọi là, nói đùa thôi nhá. Nó rất là đẹp luôn. Hàng này mới thì bác khách nhập lại của Âm Thanh A Luân. Đơn vị Âm Thanh A Luân. Và còn hàng nguyên hộp đây. Nguyên hộp kèm đấy, nhìn anh em nhìn này, mền bóng loáng luôn nhá. Bóng loáng luôn, con này còn rất mới luôn từ ngoài vào trong luôn. Con vang này, con vang số KM320. Hàng Echo con này cực ngọt, nói chung là xếp là hàng, nếu mà dòng vang gọi như gần như đứng top số 1 trên thị trường vang cơ đấy. Con giá các sản phẩm này là 1 triệu 900 nghìn đồng nhá. 1 triệu 900 nghìn đồng. Tem Alun Audio vẫn còn đấy các em nhé. Rồi. Còn sản phẩm gì nữa không nhỉ? Là còn hai cái, một cái là cái cục đẩy liền vang. Một chiếc là cục đẩy công suất. Cục đẩy công suất này thì là cục đẩy công suất của Việt Nam. EAVT EAV2004 chạy bao nhiêu sò nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tổng con này là 24 sò. Khả năng cho ra công suất là tầm 6 đến 700W một kênh. Đấy, con này dùng của Việt Nam nhưng mà rất là chất lượng. Thường những sản phẩm đẩy công suất Việt Nam thì đằng sau nó sẽ không có vỉ mạch xử lý tín hiệu âm thanh đầu ra. Nhưng riêng con này sẽ có vỉ mạch xử lý tín hiệu âm thanh đầu ra và hai nguồn bo tăng phô rất là lớn đấy nhá. Bo này thì nhập từ Hàn Quốc à. Đây có chữ Hàn Quốc đây. Nhưng cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm của Việt Nam nhé. Và dòng sản phẩm này thì hôm nay là Hiếu Euro thanh lý là 1 triệu, giúp bác khách là 1 triệu 400 nghìn đồng. Con này rất nặng anh em nhé. Con này trên 20 cân. Trên 20 kg, tầm 25 kg. Giá là 1 triệu 400 nghìn đồng. Và trong cuối clip hôm nay, đó là một sản phẩm. Sản phẩm này là một cục đẩy liền vang. Cục đẩy liền vang này thì bên em đã thử chất âm rồi. Con này là một chiếc echo cực kỳ ngọt. Nói chung là một trong những con mà có echo, nói chung là rất là xuất sắc. Thằng câu là rất là xuất sắc. Em rất là ưng ý khi thu mua lại con này của nó. Bình thường thức bên ngoài thì nó như thế này. Nó không được đẹp leng keng như những con khác. Nhưng mà chất lượng của nó cực kỳ tốt. Con này cũng nặng tầm khoảng 20 kg em nhé. Khối nguồn rất lớn đấy em nhìn này. Nó rất là cao. Con này là con đẩy liền vang, công suất của nó rơi vào tầm 600 đến 700W một kênh. 600 đến 700W một kênh. Đánh có thể đánh tối ra, nói chung là đánh quất một cặp bắt 30 là rất là nhẹ nhàng, căng đét luôn. Và có vỉ echo rất là ngọt. Hiện tại bên cửa hàng Euro bán với giá thanh lý giúp bác khách là 2 triệu 200 nghìn đồng. Đây, bên mạch sạch sẽ, thầy đẹp em quay gần cho mọi người xem. Đấy. Quay nghiêng này cho sò mọi người xem. Đây nha, 246. Rồi.
đây vỉ là vỉ, vỉ này là vỉ, vỉ là mạch 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 tạo, quay xuống đây, mạch mạch tạo công suất, à mạch vỉ tạo echo vang, echo vang nhại đây, vỉ đó, linh kiện rất là nhiều nhá, giá 2.200.000 đồng. Đấy thì tất cả các sản phẩm thanh lý và khuyến mại tại cơ sở 76A Lũy Văn Bích, phường Tân Thế Hòa em đã giới thiệu xong trong ngày hôm nay. Đây thì là hai sản phẩm em đã nhắc lại này, đây là hai sản phẩm hàng chính hãng được khuyến mại giá cực kỳ tốt, SV12 1.200.000 đồng tại cửa hàng, giá bao ship tặng dây jack là 1.300.000. Sản phẩm PS Audio SV20 có eco, có dì vợt. Sản phẩm này được đang bán thanh lý, bán khuyến mãi là 1.500.000 đồng, bao ship là 1.600.000. Đấy, tất cả các sản phẩm em đã giới thiệu hết rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi clip. Cảm ơn các bác đã ủng hộ cửa hàng Hiếm Euro, và em xin phép được gặp lại các bác trong những clip lần sau.